Đây là một sản phẩm nam châm dẻo bên mình. Độ dày lên đến 5 mm. Bề ngang là 20. Độ dài tối đa là 1 mét. Bên mình thì nó có một cái sợi 1 mét như này. Một tuổi 96 mình bán theo sợi như này. Loại dẻo này thì vì nó dày ấy nên nó hút rất là mạnh. Mạnh hơn cái loại dẻo mỏng kia, chỉ là không được bằng 5 châm viên thôi. Bạn là tự bằng tuổi sau già lắm. Anh em có nhu cầu dùng gì mà liên quan đến cái sợi nam châm dẻo này thì liên hệ. Thông thường thì sử dụng để dán đề can, quảng cáo, sử dụng trong trường học, văn phòng vân vân, nhà cửa đời sống đấy, tùy thuộc vào mục đích của anh em. Đấy, nó là sợi dẻo, hút cũng gần gần như là viên nam châm đen ferrite luôn đấy, hút cả hai mặt, không như loại dẻo kia. Dài 1 mét. 1 tấn đó, tạ.